đang ở Land Angels tại thành phố San Francisco. Thì đây là một cái gọi là cái điểm cuối ở gần cái biển Ocean, và một bên là nhìn ra vịnh San Francisco Bay, và cầu bên kia là cầu Golden Gate kìa. Đấy. Mặc dù mình để trước mình ở San Francisco khá lâu nhưng mà mình chưa có dịp ghé vô qua cái điểm này. Thì cái điểm này là nó cũng nằm ngay cạnh bên Sơn Cốp nhé các bạn nhé. Cảnh ở đây rất là hữu tình, gồm những cái cây cao và view là view đồi núi, là view Sơn Cốp, và hướng kia là cũng là hướng Turn biển left to stay on Land's End Trail. mà từ cái chỗ parking mà tới cái Land Angels này là khoảng 0.4 miles, phải đi bộ khoảng 10 phút là mình tới rồi, rất là dễ đi nhé các bạn nhé. Cảnh đẹp không? Cái khu Land Angels này là nó nằm phía cuối của cái khu mà Richmond Hill và khu Sunset. Khi mà mình đi từ cái khu Sunset mà mình đi tới cái vườn rừng cây Golden Gate Park ấy. Đấy là mình đi xuống suốt một cái đoạn đấy là nó sẽ vô cái khu Land Angels này. Mây trời nắng rất là mát. Wow, cảnh rất là đẹp. Thì khu này là cái khu mà rất nhiều người ta đi bộ exercise hay là để relax. Mình đang đi xuống phía bên dưới. Bạn có thấy nước biển xanh ở phía trước không? Đẹp quá. Đấy, phía trước bạn. Quá đẹp. Wow, quá đẹp. Lúc này gió biển thì cũng hơi lạnh các bạn nhé, mặc dù có nắng. Mà San Francisco là vậy, thời tiết lúc nào cũng mát mẻ thế chịu. Turn right to stay on Land's End Trail. Và tắt nắng một cái là sẽ lạnh, tại vì gió biển. Sát ngay ở biển mà sương mù buổi tối là nó sẽ thổi vô. Buổi sáng sớm hay buổi tối là sẽ có sương mù. Hôm nay mình sẽ đi là đi cái My Rock Beach or Eagle Point nha các bạn nhé. Đấy. Vô đây là sẽ tới đây là đi bộ không thôi chứ không được đi bike. Thì trước đẹp không? Kia là có cái mỏm đá mà có mấy con chim hải âu các thứ mà nó đang đậu ở bên trên đấy. Đây có cái chỗ này là đi bộ xuống cái mỏm đá ở phía bên dưới. Các bạn thấy có rất nhiều người ta đi bộ đi tập. Quá đẹp. Land and Trail là một cái đường đi mà ra tới một cái nơi mà tiếp danh giữa đất liền và biển nhé các bạn. Quá đẹp. Cái cầu thang này thì đi cũng dễ thôi, nhưng mà có khi lên thì sẽ là hơi mệt một chút xíu. Chút xíu mình sẽ quay cái cảnh mà lên.
gần tới nơi các bạn. Bên dưới là My Rock. Có vẻ rất là đẹp này các bạn này. Wow. Oh my god. Stunning. Beautiful. Các bạn thấy không? Bên kia là cầu Golden Gate kìa. Ở đây là có chú chim đang bay này. Quá đẹp. This beautiful. Bên dưới đây có một cái vực nhé, nên là mình phải cẩn thận. Bên dưới là tới cái chỗ mà nối liền giáp danh giữa biển và đất liền. Land and Trails. Wow, một chim bay đẹp không các bạn ơi. Quá đẹp. Đây nổi tiếng với những cái hòn đá đầy đủ các kích cỡ khác nhau mà người ta hay xếp lên, xếp chồng lên nhau đấy các bạn nhé. Buổi tối người ta còn chơi lửa trại ở đây này. Đấy, đây là cái khu này mà người ta đốt lửa trại. Quá đẹp. Đây là những cái hòn đá mà người ta xếp chồng với nhau này. Bên kia là có những cái mỏm đá này mà có cái chú chim mà người ta đang sinh sống. Hải Âu này là thích cá biển lắm, tới đây là ăn cá biển không ạ? Bay quá trời. Sóng biển khá là mạnh các bạn nhé. Để đi tiếp thêm khu vực này còn có cái gì ở đây không? Không nên đi xa quá, là tại vì nước tí chút xíu thôi, nước nó có thể nó lên đến tận đây đấy các bạn nhé. Bên xa xa là có những cái thuyền tàu đánh cá kìa. Bên kia là cầu Golden Gate. Đường đi tới đây thì khá là dễ dàng các bạn. Đoàn hải âu khác này, quá đẹp. Nếu ai ở đây mà có cái máy nhòm, giống nhòm mà máy chụp hình thì mà tuyệt vời luôn đấy.